Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại VOVTV 57.3. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Á Châu với những bản tin mà ban biên tập của đài vừa nhận được. Kính thưa quý vị, Thủ tướng đối lập của Papua New Guinea từ chối từ chức, tin từ Moresby. Thủ tướng bị lật đổ của Papua New Guinea là Sir Michael Somare đã được phục hồi lại chức vụ vào ngày hôm nay do thống đốc là người cũng đang bị quốc hội dưới sự lãnh đạo của đối thủ là của ông Somare nhanh chóng sa thải, làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia có tài nguyên phong phú này. Trong khi ông Somare được phục chức, thì ông Peter O'Neill ngồi ngang ngược trên băng ghế chính phủ trong quốc hội, từ chối từ chức bất chấp phán quyết của tòa án rằng ông giành được quyền lực một cách bất hợp pháp. Ông O'Neill lật đổ ông Somare trong khi ông Somare đang ở nước ngoài để chữa trị bệnh tim. Ông O'Neill lập luận rằng ông đã được quốc hội bầu và do đó là một thủ tướng hợp pháp. Sau khi ông Somare được phục chức, quốc hội do ông O'Neill thống trị đã sa thải Tổng thống Sir Michael O'Neill và bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội là ông Jeffrey Knapp lên thay thế. Ông Knapp sau đó đã tái tuyên thệ ông O'Neill là người lãnh đạo của đảo quốc. Sự bế tắc liên quan đến quyền kiểm soát chính trị, nguồn tài nguyên giàu có của Papua New Guinea trước cuộc bầu cử vào năm tới đã dẫn đến những lời kêu gọi bình tĩnh tại thủ đô Port Moresby, vốn nổi tiếng về bạo lực trên đường phố. Một số người đang thất vọng với việc Sir Michael đã được phục chức. Hai du khách được giải cứu khỏi dòng sông đang dâng cao tại Tân Tây Lan, tin từ Nelson. Hai du khách ngồi bám trên một cái cây ở giữa sông Mai Thai vào ngày hôm nay trước khi được giải cứu. Hai công dân Thụy Sĩ và Canada đang tới thăm con sông và đã bị dòng sông dâng cao nhấn chìm. Sau đó họ đã bám vào được một cái cây. Ông Simon Smith là du khách Thụy Sĩ giải thích làm thế nào mà họ đã bị mắc kẹt. Ông cho biết ông muốn nhặt một số rác rưởi ra sông và sau đó ông đã bị mất sự kiểm soát vì một hòn đá bị bể ra. Ông rất hạnh phúc vì đã bám được vào một cái cây. Mưa lớn vẫn tiếp tục ở đảo South Island của nước này, buộc phải đóng cửa đường xá. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố trong khu vực Nelson Tasman ở phía trên của đảo South Island của Tân Tây Lan. Tang lễ của nhân viên tuần duyên Nam Hàn được tổ chức trong bối cảnh biểu tình chống Trung Cộng, tin từ Incheon. Tang lễ của nhân viên tuần duyên Nam Hàn, người đã bị một người dân Trung Cộng đâm chết, đã được tổ chức vào ngày hôm nay với sự tham dự của các thành viên trong gia đình cùng với các đồng nghiệp. Ông Lee Jae-on-ho, 41 tuổi, bị giết vào hôm thứ Hai vừa qua khi đang bắt một tàu Trung Cộng hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Nam Hàn. Hai người Nam Hàn đã bị đâm trong khi đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía Tây, gần biên giới với Bắc Hàn. Nhân viên tuần duyên kia chỉ bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Tàu đánh cá Trung Cộng thường xuyên đánh bắt trong vùng biển của Nam Hàn, đôi khi dẫn đến những cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát hàng hải của Nam Hàn. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã bày tỏ sự hối tiếc về cái chết của nhân viên tuần duyên Nam Hàn. Họ nói rằng cả hai chính phủ đang hợp tác để làm rõ tình hình và tuyên bố sẽ đối phó với nó một cách hợp lý. Tuy nhiên, tại Nam Hàn, tinh thần chống Trung Cộng đang gia tăng. Hơn 200 nhà hoạt động đã tập trung trước Đại sứ quán của Trung Cộng ở thủ đô Hán Thành vào ngày hôm nay để phản đối chính phủ Trung Cộng và các ngư dân nước này về cái chết của nhân viên tuần duyên và nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Những người biểu tình, đa số là các nhà hoạt động bảo thủ, bao gồm cả các cựu chiến binh, đã hô vang khẩu hiệu chống Trung Cộng và phá hủy một thuyền đánh cá nhỏ làm bằng xốp có cắm quốc kỳ của Trung Cộng. Họ kêu gọi chính phủ Nam Hàn phải có hành động chống lại việc đánh bắt trái phép của ngư dân Trung Cộng. Vào tháng trước, Nam Hàn đã tuyên bố sẽ thẳng tay đàn áp hành động đánh bắt trái phép bằng thuyền đánh cá của Trung Cộng trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Các nạn nhân vụ thất thoát khí Bhopal yêu cầu Hiệp hội Olympic Ấn Độ tẩy chay Thế vận hội London, tin từ Tân Delhi. Các nạn nhân của thảm họa thất thoát khí Bhopal và một thành viên của đội tuyển hockey đã giành giải vô địch thế giới của Ấn Độ đã gặp Chủ tịch Hiệp hội Olympic Quốc gia tại thủ đô Tân Delhi vào ngày hôm nay để yêu cầu tẩy chay Thế vận hội London do việc hãng Dow Chemicals tài trợ cho sự kiện này. Ông Aslam Shere Khan,
Chủ tịch Hiệp hội Lực sĩ Olympic của Ấn Độ và là một thành viên của đội tuyển giành giải vô địch thế giới vào năm 1975, cùng với các nạn nhân trong vụ thất thoát khí độc, đã gặp quyền Chủ tịch Hiệp hội Olympic của Ấn Độ là ông Vijay Kumar Malhotra để gửi một kiến nghị có chữ ký của 1.100 nạn nhân của vụ thất thoát khí và các lực sĩ thể thao chống lại việc Ấn Độ tham gia vào sự kiện này. Họ yêu cầu Tân Delhi nên tẩy chay Thế vận hội London 2012 do công ty có liên quan đến thảm họa thất thoát khí Bhopal năm 1984 tài trợ cho các sự kiện. Các nhà hoạt động nói 25.000 người đã bị thiệt mạng do hậu quả trực tiếp của tai nạn và trong những năm tiếp theo có khoảng 100.000 người tiếp xúc với khí thất thoát hiện vẫn còn đang tiếp tục chịu đau khổ từ các căn bệnh như ung thư, mù lòa và dị tật bẩm sinh. Trung Cộng áp đặt thuế nhập cảng lên xe hơi của Hoa Kỳ, tin từ Bắc Kinh. Bộ Thương mại Trung Cộng ngày hôm nay cho biết sẽ áp đặt thuế chống trợ cấp và chống bán phá giá đối với những chiếc xe hơi nhập khẩu được sản xuất tại Hoa Kỳ. Thông báo này là hành động mới nhất trong một loạt các trả đũa thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các thuế nhập khẩu sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai, thứ Năm ngày 15 tháng 12 và sẽ kéo dài trong vòng 2 năm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ là Ford, GM, Chrysler và các nhà sản xuất xe hơi nước ngoài có trụ sở tại Hoa Kỳ. Những chiếc xe hơi có công suất động cơ trên 2.5 lít sẽ bị đánh thêm thuế mới này. Mức chi phí thuế sẽ nằm trong khoảng từ 2% lên đến 21.5%. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Cộng cho rằng xe hơi của Hoa Kỳ và các loại xe SUV được hưởng lợi từ trợ cấp và đã được bán phá giá vào thị trường của Trung Cộng, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp xe hơi nội địa Trung Cộng. Một số các nhà phân tích cho rằng công bố của Trung Cộng ngày hôm nay là một bằng chứng nữa của sự căng thẳng trong mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Hơn nữa, ngành công nghiệp xe hơi là một ngành công nghiệp rất là quan trọng đối với Trung Cộng vì ngành công nghiệp này sử dụng rất nhiều người lao động và đã nhận được một sự thúc đẩy lớn từ gói kích thích kinh tế năm 2008. Nhưng ngày nay, ngành công nghiệp xe hơi ở Trung Cộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trung Cộng vừa kết thúc cuộc hội nghị Trung ương Kinh tế. Đây là một cuộc họp thiết lập kế hoạch kinh tế quan trọng nhất và ngành công nghiệp xe hơi đã nằm trên cao trong chương trình nghị sự của buổi họp này. 10 năm sau khi Trung Cộng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, các chuyên gia nói rằng quốc gia này có thể liên quan nhiều hơn trong các tranh chấp thương mại. Hoa Kỳ đã đệ trình 12 đơn khiếu nại thương mại chống lại Trung Cộng từ khi quốc gia này gia nhập vào WTO và 5 trong số này đã được thực hiện từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhậm chức. Tuy nhiên, ông Edwards, một kinh tế gia, nói rằng vẫn còn quá sớm để gọi tranh chấp mới nhất này là một cuộc chiến tranh thương mại. Các căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng trong những tháng gần đây, đặc biệt là trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Chen Demin, đã tuyên bố trong tháng 11 rằng Bắc Kinh sẽ tấn công lại nếu các nước khác thực thi chính sách bảo hộ thương mại. Vào tháng trước, Trung Cộng đã công bố mở một cuộc điều tra về chính sách của chính phủ Hoa Kỳ và sự hỗ trợ tài chính của nước này cho ngành năng lượng tái tạo. Quyết định áp dụng thuế nhập khẩu xe hơi của Hoa Kỳ được đưa ra vài tuần sau khi Hoa Kỳ quyết định mở một cuộc điều tra về doanh số bán các tấm năng lượng mặt trời được sản xuất tại Trung Cộng. Công an Trung Cộng bảo vệ một ngôi làng vì cư dân tại đây phản đối việc tịch thu đất, tin từ Ô Khảm. Dân làng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Cộng ngày hôm nay cho biết, cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa ngôi làng của họ với mù toàn làm im tiếng của những người chống đối đã tổ chức những cuộc biểu tình phản đối nạn tịch thu đất đai bừa bãi. Hàng ngàn công an đã được điều động để phong tỏa một ngôi làng ở phía nam Trung Cộng, nơi từ nhiều ngày qua đã diễn ra nhiều đợt biểu tình của các nông dân chống lại việc chính quyền trưng thu đất đai. Từ 3 ngày qua, nông dân ở làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông vẫn tranh đấu đòi trả lại ruộng đất của họ đã bị chính quyền trưng thu để làm các dự án đầu tư. 13.000 dân làng Ô Khảm tố cáo chính quyền địa phương trưng thu đất đai của họ mà không đền bù thỏa đáng. Đồng thời, họ cũng đã tố cáo những hành động tham nhũng trong việc cấp đất cho các nhà thầu xây dựng. Dân làng cho biết các giới chức tham ô cấu kết với những công ty nhà đất đã tịch thu trái phép hàng trăm hectare đất ở Quảng Đông.
nỗi bất bình của những người nông dân càng trở nên dữ dội khi một dân làng tham gia biểu tình có tên là Kim Tiết Ba đã bị bắt giam và chết tại trụ sở công an. Một người dân trong làng giấu tên cho biết chính quyền đã điều động rất đông xe công an và cứu hỏa bao vây chặt khu làng. Cư dân làng Ô Khảm cho biết lương thực và nước uống của họ đang cạn dần vì vụ vây hãm từng phần đã được thực hiện từ cuối tuần qua. Dân chúng ở đây nói rằng công an hạn chế nguồn cung ứng, ngăn chặn việc truy cập Internet. Tên làng Ô Khảm bị chặn trên Internet và đóng các con đường dẫn đến ngôi làng đánh cá chỉ có chừng 20.000 dân. Dân làng đã dựng lên những rào cản tạm thời trên đường vì e rằng cảnh sát sắp ra tay đàn áp. Trong khi đó, chính quyền địa phương khẳng định đã huy động lực lượng an ninh đến để lập lại trật tự. Các nhà báo đã bị cấm tuyệt đối đến gần khu làng bị phong tỏa. Vào tuần trước, công an đã bắt giữ 5 người liên can trong những vụ biểu tình vào hồi tháng 9. Một trong 5 người này đã bị thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát câu lưu. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay có đưa tin cho biết người nông dân Tiết Cầm Ba, 42 tuổi bị bắt vì cầm đầu một cuộc biểu tình và đã bị chết do bệnh tim và ông không hề bị đánh đập. Tuy nhiên, gia đình của nạn nhân khẳng định có nhiều vết thâm tím trên thi thể của nạn nhân. Vào tháng 9 vừa qua, sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn chiếm đoạt đất đai đã bùng ra khi hàng trăm dân làng đã tham gia những vụ biểu tình dẫn đến bạo động kéo dài trong nhiều ngày. Việc trưng thu đất đai của nông dân giải tỏa mặt bằng cho các dự án xây dựng đang ngày càng trở thành một vấn đề nóng bỏng tại Trung Quốc. Người dân bỗng dưng bị mất đi đất đai là nguồn sinh sống của mình, tố cáo các cán bộ địa phương tham nhũng, làm dao trên lưng của họ trong việc đền bù giải tỏa đất đai cho các dự án xây dựng. Quý vị vừa theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BNTV 57.3. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.